Đây là một thử thách sỉ nhục người chơi nhất trên đời. Anh AA cậy mình là một người có rất nhiều tiền. Anh chất đầy tiền trong phòng, rồi đề ra luật chơi là trong vòng 1 phút chỉ cần lấy được bao nhiêu tiền thì được mang về hết. Anh trai đội mũ đầu tiên không tin, có chuyện tốt như vậy ư? Oh my god, what can I do with all this money? Hết thời gian, anh đội mũ cả người tròn như quả bóng, thêm 100 đô nữa chắc sẽ phát nổ luôn. Anh trai lắm tiền lại lấy ra một sấp tiền để dụ dỗ. Sau đó số tiền mà anh này lấy được đựng đầy một thùng nhựa, tổng cộng là 6.751 đô la Mỹ, tương đương với hơn 153 triệu Việt Nam. Người tiếp theo tham gia thử thách là một nhân viên phục vụ. Anh B nói rằng sẽ đặt tiền lên khay, đặt đến khi nào cô ấy không thể nhấc nổi nữa thì thôi. Một sấp tiền 100 đô, hai sấp 300 đô, cứ như vậy đến khi được 8.000 đô. Lúc này chị nhân viên bắt đầu thấy mất sức, nhưng không sao, vì tiền chị có thể cân tất. Chị ấy tỏ ra là mình vẫn có thể kiên trì thêm chút nữa. Được vậy thì tiếp tục thêm, chịu đựng chút nhé. Thêm 3 sấp nữa nhé, được rồi. Đến khi cô ấy kêu dừng lại, thì con số tổng cộng là 11.300 đô la. Thế là cũng được một con xe 4 bánh đấy chứ nhỉ. Người chơi cuối cùng là một nhóm 3 người, mỗi người cầm một cái bao tải, không cần biết đó là bao tải màu gì, chỉ cần đựng được nhiều là tốt rồi. Ba người nhanh chóng lao vào núi tiền, thời gian là vàng bạc. And now we're doing this. You need help, sir. 3, 2, 1. Alright, time is up. Hết giờ rồi, không chỉ là bao tải, tiền trong túi quần túi áo sắp rơi cả ra rồi. Xem xong thử thách sặc mùi tiền này, không biết mọi người có khịt mũi khinh bỉ không? Thử thách sau đây phần thưởng còn cao hơn, anh ấy tặng cả một chiếc xe thể thao. Đây có lẽ là cuộc thi đẩy tạ thoải mái nhất và cũng là khó nhất. Anh B tặng một chiếc xe thể thao xịn, ai có thể nhấc được lên thì xe sẽ thuộc về người đó. Chiếc xe Chevrolet nặng chưa đến 100 tấn và được nối với một xà ngang. Cả ba thanh niên khỏe mạnh ra sức nâng, nhưng chiếc xe không hề lay chuyển. Đến người đàn ông cơ bắp này, và người tiếp theo là quán quân của thử thách này, vô cùng dũng mãnh, đúng là vừa oai vừa khỏe. Nhẹ nhàng nhấc lên một cái, xe đã về tay. Sau khi nhấc xong, anh ta vẫn chưa thỏa mãn, còn muốn cả ba người kia lên xe nâng một hơi 10 lần liên tiếp. Chúng ta hãy phong cho anh là vua nâng xe. Đợi đã, còn có chút vấn đề nhỏ. Anh chàng đô con ngồi vào ghế lái thì xe thể thao đột nhiên biến thành xe đồ chơi trẻ con. Được rồi, trò tiếp theo, thử thách kim tự tháp iPhone. Đây là những chiếc iPhone 13 mới nhất, chỉ cần không vượt ra khỏi vạch đỏ thì xếp được bao nhiêu bạn sẽ được lấy bấy nhiêu. Anh chàng tết tóc rất vui, một phát đạp bay chiếc iPhone 6s của mình và anh ta bắt đầu cuộc chơi. 3 tầng, 5 tầng, 9 tầng, yêu tháp 9 tầng là đây chứ đâu. Thực ra thử thách này không khó, chỉ là để kiểm tra lòng tham của con người. Nếu bạn không thỏa mãn thì kim tự tháp sớm muộn cũng sập, bạn sẽ không có gì cả. Cũng may là anh chàng này thấy đủ rồi. Dưới sự xúi dục của anh B, anh chỉ xếp thêm một chiếc điện thoại nữa. Kết quả cuối cùng là 32 chiếc iPhone. Hơi quá rồi, có người vui thì có người buồn. Cuộc thi cướp tiền này, anh chàng nhỏ con này vì quá tham lam nên đã thất bại hoàn toàn. Tất cũng có thể đựng tiền. Anh chàng này để thắng được cuộc thi cướp tiền nên đã biến mình thành bao đựng tiền. Sau khi hết 1 phút, cả người anh ấy nhét đầy tiền, trên tay còn cầm cả 1.000 đô. Anh B nói với anh ấy, nếu bây giờ kết thúc thì tiền sẽ thuộc về bạn, hoặc là bước vào ma trận Les Xanh kia để có thể rước thêm con xe SUV sang trọng. Nhưng nếu như trong quá trình này tiền bị rơi mất thì anh sẽ không có gì cả. Anh chàng này do dự một lúc, quyết định cược một lần. Thế nhưng anh ta vừa mới bước 2 bước thì bi kịch đã xảy ra. Người cuối cùng tham gia thử thách là mắt to. Mắt anh ấy to thật, nhưng sức thì yếu đến đáng thương. Một thanh xà được gắn giỏ đen ở hai đầu, rồi bỏ tiền vào trong. Chỉ cần anh ta có thể nhấc lên được thì tiền sẽ thuộc về anh ta. Có rất nhiều anh hùng bàn phím từng nói, cho anh ta 100 cân tiền, anh ta có thể nhấc nhẹ như không. Chết thật, có 20.000 đô la đã làm cho anh mắt to không nhấc nổi lên rồi. Thế nên nhiều tiền quá cũng không phải chuyện tốt, vì áp lực lớn quá mà. Anh B dùng tiền của mình để thử thách người chơi, mỗi lần đều có những phần thưởng rất lớn để thu hút người khác tham gia thử thách, nên nhân khí của anh ấy cũng càng ngày càng cao. Nhưng tôi muốn nói rằng, những thử thách như thế này mọi người xem cho vui thôi nhé, đừng có tưởng thật. Thích tiền không có gì mất mặt, nhưng hãy kiếm tiền một cách đường hoàng. Chúc cho những người xem được video này năm nay thuận buồm xuôi gió, kiếm tiền một cách chính đáng thì khi tiêu tiền sẽ cảm thấy nhẹ nhõm hơn. Video kết thúc ở đây, cảm ơn các bạn đã theo dõi nhé. Đón Tết Hổ Vàng ngập tràn ưu đãi, ốp lưng iPhone chỉ từ 9k, giảm đến 50% cho tất cả các sản phẩm. Nhận ngay 15k khi follow shop với hàng ngàn voucher vô cùng ưu đãi. Cứ mua đi, ngại chi về giá.